ngồi chơi. Ví dụ như thầy nhắc tâm thanh tạ an lạc vô sự, rồi bắt đầu thầy ngồi chơi. Nếu mà thầy cứ nhắc nó thì thầy tập trung, thầy ức chế trong cái pháp thanh tạ an lạc vô sự, chứ không phải là thầy ngồi chơi. Còn tại vì thầy nhắc tâm thanh tạ an lạc vô sự rồi thầy ngồi chơi như thế này, nhưng mà luôn luôn lúc nào cái tâm của thầy nó cũng quấn quýt ở bên cái thân của thầy, chứ nó không có đi đâu ra ngoài. Thầy muốn nói như vậy mà không biết mấy con hiểu không, biết nghĩa là luôn luôn nó đi vòng vòng quanh nó, luôn luôn nó ở bên nó, cũng như một đứa con, một đứa bé nhỏ luôn luôn nó ở bên mẹ nó không có lìa ra. Nó giống như một đứa bé mà nó, đứa con nó không có muốn lìa mẹ nó. Mẹ đi đâu thì nó đi theo đó, mình đi đâu thì cái tâm của mình nó đi theo cái thân của nó. Thì nó vô sự chứ nó không có hữu sự gì hết, nhưng mà nó đi đâu thì con nó theo đó. Thì thân nó đi đâu, tâm nó đi đâu, thì luôn luôn cái tỉnh thức đó nó luôn luôn nó kèm theo dưới cái thân và cái tâm của nó. Thì mấy con nên tập cái điều kiện này. Mà tập cái điều kiện này thì mấy con nhớ nó có ba cái, nó có ba cái cảm thọ mà chúng ta lưu ý. Ba cảm thọ: thọ lạc không chấp nhận, thọ khổ không sợ hãi, thọ bất lạc với khổ không chấp nhận. Nghĩa là chúng ta ở trong ba cái thọ này chúng ta không chấp nhận, mà chấp nhận có một cái là tỉnh thức ở trên thật. Nghĩa là bây giờ nó thọ lạc, à, bữa nay sao ngồi nó an trú nó thích thú quá, không cần đâu, mà chỉ cần tỉnh thức được ở trên thân nó thôi. Đó là cái quan trọng, cái quan trọng chúng ta cần tỉnh thức. Còn những cái khác chúng ta không quan trọng, là nhớ kỹ, không có quan trọng những cái khác, mà chỉ quan trọng có cái tỉnh thức nó mà thôi. Làm sao chúng ta thường biết được cái thân của chúng ta, nó xảy ra một cái gì, cái tâm nó khởi ra cái niệm gì, chúng ta cần biết nó thôi. Chứ chúng ta không có hàm phục, không có ức chế cái niệm, mà để cho nó có niệm. Nó có niệm cũng tốt, mà không niệm cũng tốt. Còn các cảm thọ xảy đến chúng ta không quan tâm, không có chúng ta cũng biết, nhưng mà chúng ta không quan tâm, chúng ta coi nó là thường, nó không có quan trọng. Họ là thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ, chúng ta không quan trọng. Cho nên đừng nghĩ là bữa nay tôi tu tốt quá, nó nghe nó không niệm mà nó an trú, nó sung mãn, nó thích thú lắm, thì bữa khác tôi tu không có. Cái có hay cái không nó không quan trọng đâu, mà cái chúng ta được tỉnh, đừng quên, đừng quên cái thân của chúng ta. Thì hàng ngày ngồi chơi thì thầy nghĩ rằng nếu mà chúng ta nắm được, à, chúng ta cách thức mà chúng ta biết cách thức tu tập như vậy, thì cái thời gian không lâu đâu. Cái thời gian nếu mà ngồi suốt 7 ngày đêm mà chúng ta tu tập mà tỉnh thức như vậy á, thì chúng ta chứng đạo. Mấy con nhớ trong cái lớp chánh tư duy là như vậy. Bởi vì có niệm mình mới tư duy mình xả, mà không niệm thì làm gì mình xả, có gì đâu xả. Mà mình ngồi chơi mà tỉnh thức như vậy thì thử hỏi nó, cái niệm nó còn bao nhiêu, nó đâu có bao nhiêu. Hơn nữa trong cái lớp chứng kiến mấy con tự, mấy con cảm nhận ra từ cái chỗ hiểu biết của mấy con á, thì những cái tâm tham, à, tâm sân, tâm si, tất cả mọi cái này, cái hiểu biết đó, nó đã, cái si của mấy con nó đã dẹp nhiều rồi. Và cái tâm tham, tâm sân nó cũng tự động khi mà mấy con hiểu được, viết được những cái bài như thế này, tự nhiên cái tâm của mấy con nó cũng xả rất nhiều rồi. Thay vì nó 100% thì bây giờ khi mà cái lớp chánh kiến nó sẽ xả đi phân nửa, nó còn 50%. Cho nên đến cái lớp chánh tư duy mà mấy con giữ được cái tâm ngồi bất động đó, ngồi tỉnh thức định tĩnh trên thân của mình mà bất động, thì nó xả ghê gớm lắm, nó sẽ xả rất nhiều. Mà nó xả rất nhiều thì cái tâm nó mau thanh tịnh thì nó có đủ cái thần lực, nó đủ 4 thần lực để chúng ta sử dụng mà chúng ta làm chủ sự sinh già bệnh chết. Chứ chúng ta chẳng có tu gì nhiều đâu, tu rất nhẹ nhàng, rất là thoải mái, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Chứ không phải như mấy con thấy là mình phải đi kinh hành, phải đủ các tự nó tỉnh thì nó không bị hôn trầm thì miên, thì mình ngồi chơi chứ mình đâu có đi kinh hành chứ chưa nhiều. Tại vì mình chưa có tỉnh cho nên mình còn mê, cho nên mình còn bị hôn trầm thì miên nó tác động, cho nên mình phải đi kinh hành, mình không dám ngồi một chỗ. Bây giờ mấy con có cái gì mà chưa hiểu biết thì hỏi thầy. Ở đây thì mấy con hỏi thầy. Kính bạch thầy, thời khóa tu của con ngày hôm qua Chủ nhật, con tu tập trong tướng đi, có các niệm khởi lên, con tất ý xả. Tất ý giống như con chuột trong vi tính, nhấn là nó biến mất,
tức là con tu kiểu đó là ức chế tâm. Hết niệm rồi đầu óc con nhẹ nhàng, rỗng rang lắm. Lúc đó mũi con ở bên phải thở như chưa được thông lắm, và cái thân bên phải của con như hơi nghẹn. Con khởi nghĩ mình tác ý thử, con mới ví dụ cái mũi bên phải thông hơi, tức thì nó thông liền. Con nói tiếp cái thân bên phải thông luôn, vậy là hai chỗ đều thông hết. Sáng ra con gội đầu, tóc trên đầu con vuốt xuống rụng nhiều khác thường. Con trong cái vấn đề đó, cái phần đó thì khi mà có niệm mà con tác ý xả mà nó giống như con xả như vậy đó, thì coi chừng nó là bị ức chế. Khi nào mà có cái niệm đó, con mới đưa cái niệm ra, con tư duy nó thuộc về dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Khi mà con hiểu nó là dục lậu thì ngay mà hiểu nó là dục lậu thì con không chấp nhận theo cái dục đó, vì cái dục lậu là cái ham muốn mà đem đến sự đau khổ. Còn nếu nó hữu lậu thì con tư duy thấy nó là hữu lậu, thì con cũng con thông suốt được cái niệm đó là thuộc về hữu lậu, thì tự nó xả. Chứ còn con tác ý ngang nó thì nó dừng cái các niệm đó lại, thì con bị ức chế. Cho nên con phải sử dụng cái tri kiến của con để xả. Vì vậy mà Đức Phật nói tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó. Cái tri kiến tức là cái trí tuệ đó, nó soi thì nó làm cho con thanh tịnh được cái tâm của con. Bởi vì khi mà mình còn dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu là mình còn phạm giới, mình không thiện pháp, nó đem đến sự khổ đau cho chính mình, bởi vì lậu hoặc mà. Cho nên giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó, tức là tri kiến ở đó. Cho nên tri kiến nó soi vào thì nó bảo vệ được giới luật. Mà giới luật mình giữ gìn được giới luật, tức là mình giữ gìn được thiện pháp, thì cái tri kiến nó lại được thanh tịnh. Hai cái nó bổ sung cho nhau. Cho nên trong khi tu á, thì cái niệm của mình khởi ra mà mình tác ý xuông không á, thì mình bị chế. Cho nên nhớ những lời thầy dạy kỹ, không nên tác ý mà phải nên tư duy. Bởi vì coi như là cái lớp tư duy khi mà có niệm á, thì coi như là mình phải tư duy nó cho thấu triệt nó, để rồi chúng ta mới thật sự xả. Còn chưa thấu triệt mà tác ý ngang mà xả thì chưa, như chúng ta hiểu nó một cách lờ mờ. Ví dụ như mình hiểu không có rõ, mình cũng nghĩ rằng đây là dục lậu, đây là hữu lậu, xả đi, không có chấp nhận, mình tác ý ngang như vậy thì nó chưa thấu triệt. Nó đòi hỏi mình phải có sự tư duy. Thay vì cái lớp chánh tư duy này đó, thì phải thầy phải đứng lớp dạy mấy con. Thì từng cái niệm, khi mỗi cái niệm trong đầu mấy con khởi ra, nó là một cái đề tài của một bài luận. Thì mấy con phải làm cái bài luận, để rồi thầy sẽ chấm thêm cái bài luận đó, coi mấy con luận như vậy, suy nghĩ như vậy đó, có xả được tâm hay chưa. Cho nên cái lớp mà chánh tư duy này á, sau này á, thì mấy con mà đứng lớp mà dạy á, khi mà mình tu xong mình đứng lớp dạy, là mấy con chịu khó trong cái lớp chánh tư duy nó cũng phải một năm chứ không phải ít. Nhưng vì thầy không có thời gian, cho nên thầy chỉ đến kiểm tra coi mấy con tu tập đúng sai, thì con mới xả tâm mà thôi, rồi thầy còn lo những công việc khác. Còn cái đứng lớp chánh tư duy á, là khi mấy con ngồi tu mà có một niệm thì mấy con mới đưa cái niệm đó ra thành một cái đề tài, rồi mới ngồi lại mà ghi chép lại, suy tư cái niệm đó, cũng như mấy con làm những cái bài luận ở trong lớp chánh kiến mà vậy. Thì mấy con mới mong là mấy con mới xả nó rốt ráo, chứ còn con khéo thì mấy con chỉ quán chung chung á, rồi mấy con tắt ý để cho cái niệm đó nó không còn hiện ra nữa, nó đi đi, thì mấy con thấy nó trở về cái sự trạng thái yên. Nhưng mà cuối cùng cái yên đó là cái bình an không niệm đó, nó sẽ trong cái khoảng thời gian đó, chứ nó dậm chân tại chỗ, chứ nó không tiến tới nữa, nó không hết bao giờ, nó không xả hết những cái niệm. Còn mấy con làm rất kỹ, là khi có một cái niệm mà mấy con về, mấy con làm những cái bài luận như cả một năm mười trang, 20 trang ở trên một cái niệm của mấy con, mấy con bỏ thời gian ra, mấy con tư duy quán xét để viết thành cái bài luận, thì nó sẽ triệt tiêu cái niệm đó rất là dễ dàng. Đó là cái thức tu của cái lớp chánh tư duy như vậy. Nhưng bây giờ thì thầy không có thời gian mà để đứng lớp mà để đọc lại những cái bài của mấy con viết. Nếu mà ở cái lớp học của chúng ta ở 10 người nam và 10 người nữ chừng 20, thì đứng cái lớp dạy chánh tư duy thì nó trọn vẹn lắm.
nó bị cái số nó ít, còn cái này nó đông quá, nó 60 mấy người. Và đồng thời nó cái hôm nay thì cái những người mà dự thính và cái số người mà được tham dự trong cái lớp học 60 mấy người thì lần lượt chúng ta trở về coi như là gần đủ, gần đủ, còn thiếu 1-2 người nữa, cái lớp của chúng ta gần đủ hết. À, do như vậy là tuy rằng nó có những cái sự việc nó xảy ra tấm gió, nó có những cái điều kiện làm cho mấy con cũng có rời đi ở trong cái thời gian rời khỏi cái lớp học, cái thời gian 5-10 ngày hoặc là một, nửa tháng, một tháng. Nhưng lớp học vẫn tiếp tục học đều đều, không có lúc nào nghỉ. Cho nên mấy con bị rời đi đó thì mấy con thiếu bài vở. Nhưng mấy con trở lại thì cố gắng khắc phục để làm bài vở trở lại. Cũng là một cái điều tu học để chúng ta cố gắng để bảo vệ cái lớp học chúng ta cho được bình an, đừng có để những cái sự sóng gió nó xảy ra. Bởi vì nó xảy ra điều kiện là buộc lòng nó phải có sự gián đoạn, có sự gián đoạn làm cho mấy con mất giờ rất là vô ích. Thầy mong rằng cái lớp học của chúng ta nó sẽ được bình an cho đến khi chúng ta tu chứng. Thế nếu mà có những cái sự việc gì nó xảy ra buộc lòng thầy phải bỏ lớp, hoặc là điều kiện đó là điều kiện rất thiệt thòi, không những riêng cho mấy con mà cho những người sau, cho những thế hệ sau, rất là thiệt thòi. Vì thầy bỏ là thầy tin rằng trong cuộc đời nay không có người nào mở lớp học tu để chính đạo, để được làm chủ 4 sự đau khổ. Thầy nghĩ rằng Phật giáo hiện giờ không có người nào có đủ kinh nghiệm mà dạy những cái lớp này. Cho nên nếu mà có những điều kiện sóng gió mà xảy ra thì chắc chắn là sự thiệt thòi, là những người mà đang ngồi trước mặt của thầy đó là những người thiệt thòi thứ nhất. Cái đó là bao nhiêu thế hệ sau này sẽ mất dấu, không còn có cái đường lối mà tu tập đến nơi làm chủ được sự sống chết, và nền đạo đức của Phật giáo cũng không còn nữa nếu có điều kiện xảy ra. Cho nên thầy mong rằng chúng ta hãy thương yêu nhau, lo lắng cho con đường tu, nhất là chúng ta sống đúng cái hạnh nhập cư để chúng ta bảo vệ lớp học của chúng ta trọn vẹn. Nếu mà chúng ta không sống đúng hạnh nhập cư thì lớp học của chúng ta tới cái giai đoạn rốt ráo coi chừng nó sẽ đổ dở, và đổ dở thì coi như là thầy sẽ bỏ cuộc, và bỏ cuộc thì tức là một thiệt thòi rất lớn cho con người ở trên hành tinh, chứ không riêng gì với con đâu. Nghĩa là một điều sơ suất của chúng ta sẽ đem lại một sự đau khổ cho muôn người, cho dạng người. Cho nên cố gắng đừng làm một cái điều gì xảy ra để cho lớp học chúng ta được bình an. Và đồng thời từ đây về sau, chúng ta khi mà tốt nghiệp cái lớp Bát Chánh Đạo này xong, chúng ta là những người đã làm chủ được sự sống chết của mình rồi, thì mình đứng ra để mình giảng dạy cho những người khác. Đây là cái lớp mà đào tạo những con người đứng ra dạy đạo, chứ không phải cái lớp này để dạy rồi mấy con sẽ nhập diệt, hoặc là mấy con sẽ coi như là đời quá khổ, mấy con sẽ không có đem cái kinh nghiệm mình ra dạy. Thì mấy con nên nhớ rằng đời khổ thì chỉ có chúng ta mới là giúp cho đời thoát khổ. Thứ nhất là giúp cho mình thoát khổ, thứ hai là giúp cho mọi người thoát khổ. Thì sự tu tập thầy nói như thế này, như cô Huệ Ân là lớn tuổi, sức yếu rồi, nhưng mà khi mà tu tập được làm chủ sự sống chết rồi, cô Huệ Ân còn một giờ phút sống trên hành tinh này, vẫn đem cái khả năng của mình hướng dẫn lại cho con cháu, những người mà thân cận mình. Nếu trong giờ phút mình chưa ra đi, vẫn còn đem lại lợi ích được, chứ không phải riêng có tuổi trẻ mới lên mới đi dạy, còn tuổi già thì mình mới thôi. Có nhiều người bên Nam nói với thầy, con thấy thầy cực khổ quá, chắc con tu xong rồi thì con sẽ ra đi, chứ con không có ở lại vì chúng sanh khó độ. Chúng ta đừng có nghĩ như vậy, chúng ta đừng nghĩ như vậy. Ở đời khi mà chúng ta biết rằng vì vô minh người ta chưa hiểu, cho nên người ta không có biết đường lối. Chứ nếu mà người ta biết, người ta không có điên gì mà người ta không tu, không có dạy gì mà người ta không tìm con đường dạy họ, tại vì người ta chưa hiểu. Cho nên không phải người ta tu trật tới trật lui tại vì người ta chưa hiểu. Cũng như mấy con chưa hiểu, mấy con tu trật tới trật lui rồi dạy mấy con vì cái thói quen của mấy con ở cuộc sống của mấy con thích nói chuyện tiếp viên, nói chuyện qua lại, đó là cái thói quen của mấy con. Rồi mình thấy những cái điều kiện mà thầy dạy mà mấy con làm không đúng, rồi mình bất mãn, mình nói thầy dạy như vậy mà tất cả tu sĩ không có ai giữ gìn được hết,
thì bây giờ con mà làm gì mà con dạy được, thầy dạy còn không được thì con dạy, thà là con tu xong là con ra đi mà thôi. Sự thật với con hãy bền chí với con, hãy cứu khổ mọi người với con. Ví dụ như bây giờ thầy dạy với con, mỗi con phạm tới phạm lui thầy cũng nhiều khi thầy cũng bất mãn lắm chứ không phải không, nhưng mà thầy nghĩ tội quý vị chúng sanh còn mê muội, làm sao trong một ngày mà thắng được cái nghiệp, cho nên còn phải nói chuyện thế này thế khác, phải tha thứ và thương yêu, phải giúp đỡ. Chứ nếu mà mình bỏ đi thì còn ai để giúp đỡ họ, cuộc đời này khổ mà mình lại bỏ đi thì họ lại còn khổ hơn. Cho nên thầy quyết tâm không bỏ ra đi mà cố gắng nỗ lực giúp cho mấy con tu cho được. Và sự tu được của mấy con thì nó sẽ là ích rất lớn cho những người sau, cho những thế hệ con cháu của chúng ta sau này. Phải ráng cố gắng, bởi vì nghe lời thầy khi lớp chánh tư duy này thì mong rằng mấy con giữ gìn giới, nhất là độc cư trọn vẹn, thì mấy con sẽ là những người sẽ giúp đỡ cho bao nhiêu người khác. Mấy con sẽ làm những công việc lợi ích lớn cho loài người trên hành tinh. Vì cái nhân từ một mình thầy mà bây giờ đã nhen nhóm được một số người, 5-3 người, 10 người, 20 người. Từ 10 người, 20 người sẽ nối tiếp ngọn đuốc, sẽ thắp sáng lên nền đạo đức của Phật giáo. Thì bàn tay của mấy con siết chặt cái bàn tay của thầy sẽ thắp sáng được cái ngọn đèn của Phật pháp mãi mãi muôn đời, và loài người trên hành tinh sẽ thoát khổ. Mấy con thoát khổ như thầy hiện giờ, thầy không có một ác pháp nào làm đậm tâm thầy được, thầy biết thầy thoát khổ. Còn riêng mấy con coi vậy chứ còn chưa thoát khổ đâu, hở một chút thì mấy con có buồn phiền. Mặc dù mấy con xả được nhưng còn bao nhiêu người người ta chưa biết cách xả, còn mấy con còn biết cách, nhưng mấy con cần còn khổ chứ chưa phải hết. Cho nên mấy con còn phải tới rốt ráo. Mà cái lớp tu rốt ráo bước qua một cái giai đoạn lớp 2 của Đạo Phật, mấy con thấy cái lớp chánh tư duy rồi. Nếu mà tà tư duy thì mấy con xả tâm sao được, thì có chánh tư duy mới xả được cái tâm, mà xả tâm được thì nó mới là ly dục giác. Các con nghe chánh tư duy, khi mình suy nghĩ đúng thì làm sao tâm mình còn phiền não, làm sao tâm mình còn tham muốn, đó là chánh tư duy. Còn chánh kiến mình mới hiểu thôi thì mình chưa xả, nhưng mà tới lớp chánh tư duy thì đó là lớp xả tâm. Và từng sau đó thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tất cả những cái này đều là đem lại cái sự chân chánh cho cái cuộc sống của chúng ta thôi, có gì. Nhưng cái lớp chánh tư duy là quan trọng, bởi vì chánh tư duy thuộc về ý, mới không thuộc về ý, quan trọng lắm. Các con thấy thân khẩu ý, ý là quan trọng vô cùng, mà ý mang cái tính chất nó là tham sân si, mà cái ý tư duy chánh thì tham sân si bị diệt. Con thấy cái lớp chánh tư duy là quan trọng nhất. Nếu mà chúng ta không học lớp chánh tư duy thì làm sao chúng ta có chánh tư duy được? Mà không có chánh tư duy thì lấy cái gì mà xả? Con nên bây giờ mấy con mới hiểu được như vậy, thì mấy con thấy cái lớp chánh tư duy quan trọng cho cuộc đời tu tập của chúng ta rất lớn. Nhưng cái chánh kiến mà không căn bản thì cái lớp chánh tư duy làm sao mấy con được? Không hiểu đúng thì làm sao tư duy đúng? Cho nên lớp chánh kiến nó căn bản, mà lớp chánh tư duy rất quan trọng cho cuộc đời tu xả tâm. Các con thấy chưa? Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng chưa quan trọng bằng hai cái lớp đầu này của chúng ta đâu mấy con. Cho nên vì vậy mà thầy nhắc nhở đi, bởi vì thầy đã biết nó rõ ràng. Cho nên thầy nhắc nhở mấy con khi bước vào cái lớp chánh tư duy là rất quan trọng, giữ được cho nghiêm chỉnh, đừng hề vi phạm. Thà là chúng ta chết mà chết đừng phạm giới, sống mà phạm giới, sống làm gì mấy con? Tu theo đạo Phật sống phạm giới là hèn, là nhục nhã lắm mấy con. Một người tu sĩ của đạo Phật là phải sống phạm hạnh, tức là giữ luật nghiêm chỉnh, thì như vậy mới xứng đáng. Còn nếu phạm giới thôi đừng làm đệ tử của Phật, đừng làm một tu sĩ Phật giáo mấy con. Cho nên những gì thầy nói mấy con nhớ ghi khắc trong lòng của mấy con, để mấy con đi tiến tới, và cái ngọn đuốc của mấy con sẽ thắp sáng cho mọi người, nó quý vô cùng. Đừng vì một lý do gì mà chúng ta phối chuyện, đừng vì một lý do gì mà chúng ta bỏ cuộc mà hãy tiến tới. Dở thì mấy con ở lại một năm sau, năm sau mấy con cũng tiến lên, chứ không có dở đâu mấy con. Càng ở lại mấy con càng học căn bản nhất, không có gì đâu. Đừng có buồn phiền khi mà mình lỡ mình ở lại, tôi xin ở lại dù 10 năm tôi cũng vẫn ở lại để mà tôi thực hiện. Chứ đừng vì một lý do gì mà mấy con thấy một cái danh hảo, thấy mình ở lại mình buồn phiền rồi mình bỏ mình ra đi, thì điều đó điều tệ lắm mấy con. Mình phải kiên nhẫn, phải bền chí, phải gan dạ, dù cho 10 năm, 20 năm ở lại, nhưng một ngày nào đó mấy con sẽ chứng đạt. Bởi vì
Ví dụ như cái lớp chính kiến mấy con ở lại, thì cái chính kiến của mấy con được học năm nay, được học mới, năm sau học mới nữa. Trong đó 10 năm ở trong lớp chính kiến, nhưng lên lớp chính tư duy mấy con đầy đủ, mấy con tu rất nhanh, không còn khó. Cho nên mấy con đừng có buồn, đừng có bất mãn. À bây giờ mọi người lên mà tôi tu không được thì tôi thấy tôi thua sức. Ở đời không phải là cái lớp học của chúng ta là lớp tu, chứ không phải lớp học đời. Cho nên chúng ta không ngại gì cái việc thua sức, mà chúng ta chỉ ngại làm sao tu không được thôi. Chứ còn nếu mà tu được thì chúng ta đừng ngại. Và thời gian chúng ta nỗ lực, chúng ta kiên trì thì chắc không lâu đâu. Thầy nhắc nhở cho mấy con, để khi mấy con bị ở lại rồi mấy con bị buồn tủi, mấy con cứ thua sức bạn bè đồng tu của mình, rồi mình muốn rời khỏi chỗ này, chứ ở đây mặt mũi nào, xấu hổ quá. Người ta học trên lớp cao, mình ở lớp dưới thấp, đồng thời cũng vào chung nhau một lớp, mà bây giờ họ học tới lớp chính kiến chính ngữ, còn mình thì không được, mình chỉ còn ở lớp chính, người ta học lớp chính ngữ chính mạng, còn mình còn ở lớp chính kiến, thì mình thấy mình buồn tủi. Thì các con đừng có nghĩ như vậy, các con đừng nghĩ, nhớ những lời thầy dạy, đừng có bất mãn như vậy, mà mình phải kiên trì tập luyện trở lại, kỹ lưỡng trở lại. Mặc dù bây giờ mấy con đã từng làm bài học ở trong chánh kiến, nhưng bây giờ các con ở lại, các con làm lại, thay vì bây giờ làm lại cái bài nhân quả tháo màu, thì mấy con có cái tư duy, cái chánh kiến của mấy con ở trong cái đầu của mấy con đã có một sự hiểu biết rồi. Bây giờ làm lại mấy con làm hay hơn. Cũng như có nhiều người đã làm một cái bài nhân quả thảo mộc, bây giờ làm lại thầy thấy cái bài đó nó hay hơn cái bài trước kia làm nhiều, chứ không phải là mấy con có bao nhiêu đó đâu, nó là triển khai hay hơn. Cũng như bây giờ mấy con làm cái bài tâm từ rồi, bây giờ mấy con làm lại một lần nữa, mấy con sẽ thấy nó hay hơn nữa, nó đầy đủ hơn nữa. Cứ mỗi lần mấy con làm một cái bài thì nó có tăng lên cái sự hiểu biết của mình hơn, và nó sâu sắc hơn, cho nên nó càng ngày càng tiến bộ. Thì đó là cái sự học của mấy con như vậy. Nghĩa là khi mà có tiếng động mà không tác động vào tâm con được, thì đó là một cái sự bình an cho con. Nhưng mà nhớ cố gắng trên bước đường, quan sát kỹ dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu, để cho mình thả được tâm. Khi tự nhiên mà mình ngồi mà không có một niệm khởi, đó là tâm thanh thản là vô sự. Mà tâm thanh thản là vô sự nó tự nhiên, tức là mình có xả nhiều, cho nên nó mới được có cái khoảng thời gian như vậy. Sự tu tập của con thì có tiến bộ nhiều đó con. Nhớ cố gắng mà mỗi cái niệm mà đến với con đem con mổ xẻ cho kỹ, theo cái trình độ mà kiến thức của con đã học qua cái lớp chánh kiến, con sẽ mổ xẻ từng cái niệm mà khi khởi trong tâm con, thì con sẽ xả sạch nó. Và đồng thời cái sự mà cái niệm mà nó vắng là tự nó đã ly, nó xả nó vắng, thì nó chứng tỏ trong cái khoảng thời gian tu con thấy nó có kết quả nhiều. Vậy mà trong cái tứ cái lớp chánh tư duy thì con dễ dàng tu lắm, chứ không có khó khăn. Cho nên trong khi tu tập á, thì nó ngồi thanh thản an lạc vô sự, mà nó có những cái chướng ngại thì con xả. Còn cái sự an lạc, những cái sự mà yên ổn nhất, hoặc là có những cái trạng thái hơi thở có sự thay đổi, mặc kệ nó, không có quan trọng, mà chỉ tỉnh thức được từng cái sự kiện xảy ra ở trên thân và tâm của nó. Thí dụ như thân nó xảy ra cái gì, hơi thở nó thay đổi, đều là biết, nhưng mà mình không vui cũng không buồn, không khởi niệm về nó, mặc tình nó làm gì đó nó làm, nó an cũng được mà nó không an cũng được, mình chỉ biết tỉnh thức ở trên những cái điều kiện đó. Nhưng mà nó bị chướng ngại thì mình dùng pháp đuổi, mà không bị chướng ngại thì thôi. Còn khi mà nó có những cái cảm giác mà thọ lạc đó, thì con đừng có để tâm mình dính mắc vào cái chuyện thọ lạc đó. Sự thật ra con cái nó trụ, cái tức là cái tâm con nó trụ ở trên cái mũi con, thì nó trụ, tức là nó bám trụ ở trên đó, thì cho nên con thấy ở trong ngực con thì nó rộng ra, nó trống rộng, thì đó là nó bám thôi, nó bám trụ, không có gì đâu. Nó bám ở chỗ đó nó mới có yên, chứ nếu mà không bám thì nó không yên, tức là nó an trú ở trên cái mũi của con. Nhưng mà con đừng lưu ý, mà con chỉ cần biết là con đang tỉnh thức từng cái thân tâm của con nó có xảy ra gì đó, thì con biết rất rõ thôi. Lát nữa thì con sẽ trình bày lại thầy, gặp thầy sau, thầy có hỏi thầy thì con trai hỏi sao. Sau giờ chúng đã ra hết rồi, con lại hỏi thầy kia.
Minh Chánh hỏi thầy, con làm bài xã tam kính thưa thầy, khi con học trong cái sự thưa hỏi thì nhắc nhở mấy con, mình con thưa hỏi sao bây giờ trong cái sự tu tập nó bị khó khăn cái gì đó, mấy con viết ngắn gọn để trả lời cho nó gọn, cho nó dễ dàng hơn, mấy con đừng có nói lầm dầm, hỏi lầm dầm. Cái câu hỏi đặt làm sao ngắn gọn, bây giờ con tu trong cái giờ đó con gặp cái trường hợp đó nó xảy ra cái gì thì con nói nó xảy ra là câu ngắn gọn, và đồng thời có những cái gì cần mà trình bày lại thầy á thì mấy con sẽ trình thẳng với thầy. Bây giờ đó con tu tập bây giờ đó cái hơi thở nó xảy ra như vậy thì nói cho thầy biết như vậy để rồi thầy chỉnh cái hơi thở nha. Thì bắt con thực tập lại ngay thở liền cho thầy biết cái hơi thở của con như thế nào mà nó xảy ra như thế nào để thầy giúp đỡ cho mấy con tu cho đúng cách đó. Nếu hơi thở hoặc là cái tâm của mình của cứ niệm xứ thì cứ hỏi thầy ngắn gọn để rồi thầy giúp đỡ cho nó nhanh chóng, nó không còn bị dài dòng. Thì trong cái sự tu tập của mấy con nhớ là vấn đề phải dùng cái chánh tri kiến của mình để mình xả tâm thì nó mới tốt. Bây giờ thì mấy con sẽ trả bài lại giùm thầy. Bây giờ này mấy con còn hỏi thầy gì thêm không? Có cái gì mà trục trặc mà chưa biết thì mấy con hỏi thêm để thầy sẽ dạy mấy con thêm để chuẩn bị cho cái lớp chánh tri kiến. Vì hôm nay là thứ hai rồi, còn một tuần nữa là chúng ta vào cái lớp chánh tri kiến. Con hỏi con. Con hỏi đi. Nó cũng là sự vô thường thôi. Nhật thực thì cái quỹ đạo của nó đi rồi trong cái nhật thực hoặc là quỹ thực thì chỉ là cái đi trên cái quỹ đạo, nó đi ngang qua, nó cắt, nó bị cản ngăn, cho nên chúng ta thấy nó là quỹ thực chứ không phải là mặt trời ăn mặt trăng hay mặt trăng ăn mặt trời, nó không có ăn. Nhưng mà nó đi ngang qua thì nó bị khuất. Ví dụ như bây giờ cái mặt trăng nó đi theo cái quỹ đạo của cái trái đất, và cái trái đất nó đi theo cái quỹ đạo của cái mặt trời, cho nên khi đó cái mặt trăng nó đi xen vào cái kẽ giữa, đi theo cái quỹ đạo của trái đất, nó đi xen vào kẽ giữa của mặt trời với cái trái đất, cho nên mình thấy cái mặt trăng nó khuất đi. Hoặc là cái khi mà cái trái đất, cái đất chúng ta đi theo quỹ đạo của mặt trăng, thì khi mà đi ngang qua thì cái mặt trăng nó đi theo quỹ đạo đó, quỹ đạo của trái đất đó. Cho nên cái trái đất của chúng ta đi nó kẹt ở trong giữa thì chúng ta thấy như là cái mặt trăng ăn mặt trời, mặt trời ăn mặt trăng. Cái đó là cái hiện tượng nó bình thường của cái quy luật của nhân quả, cái vận hành của mặt trăng cũng và cái mặt trời có mặt của trái đất chứ không có gì khác đâu. Do còn cái những hiện tượng mà sao đổi giờ đó thì chúng ta thấy sao động cái ngôi sao đó chỗ này nó đổi qua chỗ kia, đó là một cái hiện tượng nó vô thường của nó con. Mình nói nó đổi giờ chứ sự thật ra nó không phải đổi giờ đâu, nó có cái sự bị mất của nó thôi. Nghĩa là mình thấy nó xẹt cái nó mất đó, khi mà nó đổ ngôi đó, sao đổ ngôi. Chứ mà từ lâu tới giờ mấy con thấy những cái ngôi sao như sao cài này, sao bắt đầu nè, từ hồi mà thầy sanh tới bây giờ thì thấy nó cũng vẫn vị trí nó y như vậy. Con nói vấn đề đó là điều hiện tượng của quy luật của nhân quả con, trong cái sự vận hành ở trên cái hành tinh của chúng ta đều là nó thuộc về nhân quả, nó không có gì hết, đó là các pháp vô thường, nó thay đổi như vậy. Tất cả những cái sự hiện tượng ở trên cái hành tinh này, Đức Phật nói các pháp đều vô thường, thì từ cái vũ trụ không gian chúng ta không có vật gì mà thường hằng hết. Dù là mặt trời mặt trăng cũng có sự thay đổi, nhưng mà có cái sự thay đổi, nó thay đổi mà chúng ta không ngờ. Chúng ta thấy nó vẫn còn nguyên, mình tưởng là nó sẽ nói là mặt trời nó sẽ tiêu hoặc này kia, nhưng mà nó sẽ tắt, nó sẽ có cái mặt trời khác, nó thay thế ở trên cái vị trí đứng của nó. Chứ nếu mà nó sụp đổ, nó tan tành đi
nó không còn có nữa, thì cả cái vũ trụ này nó tan tành và con người của mình nó cũng còn, nó không còn sống được người nào hết, nó không bị được rơi hết, nó không còn cái chỗ nào sống nữa. Cho nên cái quy luật của nó bảo vệ, nó đi trong cái vị trí của nó bảo vệ đúng cái quỹ đạo của nó không có đi xa được. Cho nên nó vẫn đi vậy mà nó tắt đi, nó tắt thì nó lại nó họp lại, nó hiện lên liền tức khắc, nó không có bao giờ mà như là tắt mất, nó không có tắt mất. Cho nên nói về vấn đề mà người ta không hiểu, người ta nói tận thế, sự thật là không có tận thế đâu, bởi vì nó vô thường. Nhưng mà các pháp vô thường á, nó vô thường chỗ này nhưng mà nó lại có ở chỗ kia. Cũng như mình chết thì mình phải sanh, chứ không có thể nào mà nói rằng tôi chết rồi để 49 ngày tôi sanh thì cái khoảng thời gian 49 ngày nó sẽ không có sự liên tục, thì nó sẽ đổ vỡ hết, nó không còn đâu. Cho nên cái quy luật của nó là quy luật vô thường, là nó như vậy, chứ không thể nào nó là cái quy luật nó có sự gián đoạn. Nhưng mà cái người con người của mình không hiểu đó, mình cứ nghĩ là có sự gián đoạn, chứ thực thật ra nó không có gián đoạn chút nào. Cái mặt trời này, cái mặt trời mà chúng ta đang như thế này là trong khoảng thời gian tuổi của thầy hoặc tuổi của mấy con, mặt trời nó thay đổi, mấy con không có hay đâu. Đức Phật nói các nó vô thường mà. Cái mặt trời này nó chết đi thì những cái duyên của nó còn, nó hợp lại nó thành cái mặt trời khác, nó cũng đứng ở trong cái vị trí nó, chứ không á, trái đất của chúng ta nó tan hoại mà chúng ta không có ngờ là khi nó tan hoại nó hợp lại nó thành cái trái đất khác, chúng ta cũng còn đứng ở trên đó mà chúng ta không ngờ. Cây cỏ nó cũng không biết, vật gì nó cũng không biết hết à, mà nó đã tan hoại rồi nó hợp lại. Còn khi mà nó chỉ nó cái sự mà nó cái nạn động đất đồ này kia đồ đó, hoặc là sống thành rồi, đều là cái sự co bóp của nó thôi. Co bóp của cái trái đất nó co lại, thành ra nó đùng ở chỗ kia thì nó chỗ này nó sụp xuống, do đó cái sự cũng là sự vô thường của nó thôi, chứ nó chưa hoàn toàn. Còn nó hoại là nó ngụp một cái là nó có cái khác, nó thay thế đứng ở trong vị trí nó rồi, nghĩa là mất cái đó là nó hợp. Cũng như mình chết rồi cái mình có cái liền, con người của mình là một cái tiểu vũ trụ, mấy con là một cái hành tinh đó, một con người của mình, một con vật nhỏ, một con kiến nhỏ là một cái hành tinh đó, chứ không ạ. Tại vì con mắt của mình nghĩ là mình không hành tinh, với sự thật là mình hành tinh, một cái hành tinh nhỏ trong vô vàn cái sự hành tinh đó. Cho nên cái trái đất của chúng ta là cái vật lớn, còn chúng ta là cái vật nhỏ, cho nên nói chúng ta là tiểu hành tinh, còn cái đó, trái đất của chúng ta là một hành tinh. Cho nên vì vậy mà chúng ta không ngờ khi mà chúng ta mất thì nó lại có cái thân khác rồi, nó có cái khác rồi, chứ không. Còn cái trái đất này nó mất thì nó có cái khác rồi, chứ không, chứ không phải là nó mất tiêu, nó không có, nó đứng ở trong cái vị trí nó mất. Cũng như mình đứng ở trong cái vị trí ở trên trái đất của mình mất cái thân này thì ở kia nó sanh ra, thì nó sanh ra cũng trên trái đất, chứ nào đâu có sanh ra chỗ khác được. Cho nên vì vậy mà nếu cái trái đất của chúng ta nó diệt thì ngay đó nó lại có cái trái đất khác liền, nó có trái đất, nó cũng đứng ở trên cái vị trí của nó, chứ nó không có đi chỗ khác mà nó. Cũng như ở đây nó diệt nó chạy lên kia, nó có trái đất chỗ kia không có được, nó không có chạy bậy được, nó chạy vậy là nó trật đường rầy, cái nó là dù xe lửa đó, nó không có được cái điều đó đâu. Cho nên khi mà có đôi mắt tâm minh rồi, mấy con tu đi rồi, mấy con nhìn thấy cái quy luật của vũ trụ nó đang vận hành, cũng như mấy con nhìn cái chiếc xe lửa mà đang chạy trên đường rầy, nó chạy được trên đường rầy của nó đi trật đường rầy nó là nó lật, cái nó không có còn đâu, nó không có bao giờ, bởi vì nhìn thấy mình mới thấy được cái quy luật của vũ trụ ghê gớm. Đúng là mình con người mình tu, mình nhìn ra được, mình thấy nó thì mình đứng ở ngoài mình mới nhìn, còn mình đứng ở trên đó mình không có nhìn nó được. Cũng như bây giờ mấy con đứng ở trên trái đất mà mấy con nhìn trái đất đi thì mấy con không thấy, mấy con không thấy nó đi, người ta đứng ở ngoài người ta thấy nó đi, còn mình đứng ở trong nó mình không thấy. Cho nên trong khi đó mình cứ có một cái phận sự, mình có cái đầu óc có thể quan sát được những cái sự thay đổi của vũ trụ, mà tiếc gì mình không có triển khai được, cho nên mình không có thấy được. Uổng. Cho nên chỉ ở trong các con biết là bao nhiêu người ở trên hành tinh này mà ông Phật đã nhìn thấy, rồi bây giờ thầy nhìn thấy, còn bao nhiêu người không nhìn thấy, hàng vạn vạn người không nhìn thấy tội, họ cũng có cái đầu không tốt, nhưng mà họ không biết sử dụng, cho nên thấy nó lạ, thấy nó ngộ, thấy nó đặc biệt lắm ấy con, mà thấy như vậy rất lo cho con người. Có người điên đảo bị trong cái quy luật đó, nó lúc lôi cuốn đi một cái dòng của nó mà không ra, cho nên nó tiếp tục cứ sanh diệt hoài. Thì trái đất chúng ta cũng sanh diệt, mặt trời cũng sanh diệt. Cho nên những nhà khoa học họ nói có bao nhiêu lần cái mặt trời đã tắt đi, họ nói đúng chứ không phải không đâu, họ nói đúng, không phải nói sai đâu. Họ khoa học nó khám phá, nó hiểu được cái điều đó là con người của mình, cái đầu óc mà cái ý thức có cái hạn cuộc của không gian thời gian,
mà nhờ những cái máy móc để khám phá được cái điều này cũng rất là vĩ đại, chứ không với cái ý thức của chúng ta mà khám phá được như vậy cũng vĩ đại lắm. Còn cái này chúng ta có một cái sự hiểu biết vô hạn, nó không bị không gian và thời gian, cho nên chúng ta cái hiểu biết nó mênh mông, nó vô cùng lắm, mà chúng ta không triển khai được, cho nên chúng ta hiểu biết chúng ta hiện giờ quá cạn cợt. Nhưng mà nhờ khoa học tiến triển, nó có xác minh được những cái điều cần thiết cho chúng ta để mà chúng ta biết nó như thật. Hôm nay mấy con còn hỏi cái gì thêm? Con hỏi đi, nó từ từ nữa con. À, nói về pháp không con? Con muốn hỏi về pháp không? Pháp ở đây thì nó có cái nói về pháp thì nó có sáu trần, sáu căn, sáu thức, sáu trần. Sáu trần đó là các pháp bên ngoài tác động vào, còn các niệm là do cái tham sân si của mình mà nó khởi niệm. Nó cũng được gọi là pháp, nhưng mà nó mình phải phân chia đây là từng tâm niệm của mình. Còn phân để mình biết cách thức mà gọi là trên tứ niệm xứ đó, thì trên tứ niệm xứ thì Đức Phật nói thân, thọ, tâm, pháp. Vậy thì nếu mà nói tâm là từng niệm của nó là pháp thì nó sẽ nhầm với cái pháp này sao? Cho nên nó rõ ràng thân, thọ, tâm, pháp. Vậy thì cái tâm, từng cái tâm niệm của chúng ta là cái niệm, nó không ở chỗ này, vị trí này thì không thể gọi nó là pháp được. Con hiểu không? Mà cái vị trí của tứ niệm xứ thì pháp là sáu trần, sắc thân hương vị xúc pháp đó, sáu cái trần mới gọi là pháp. Nếu tôi con hiểu như vậy thì ở bên ngoài mà nó nhiều cái sắc thân hương vị xúc pháp nó tác động vào sáu căn, tiếp xúc sáu căn của con, nó sanh ra sáu thức, thì ngay đó các con dừng, đừng có cho nó bị tác động, thì coi như là mình phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, tức là sáu căn, để cho nó không tiếp xúc với sáu trần, nó không dính mắt, thì đó là mình ngăn chặn các pháp, mình ngăn chặn các pháp không cho tác động vào bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mình. Ở trên này chữ pháp nó rộng rãi lắm, nhưng mà ở vị trí này thì mình phân biệt cái pháp thì nó chỉ là sáu tầng mà thôi, sáu cái pháp bên ngoài mà thôi. Năm dục tưởng dưỡng, năm dục tưởng dưỡng nó thuộc năm dục tưởng dưỡng thì con thấy mắt nó thấy sắc thì nó dính với sắc thì đó là gọi là năm dục tưởng dưỡng. Tai nghe tiếng nó bị dính mắt cái âm thanh thì nó là năm dục tưởng dưỡng. Đó là cái đó là sắc thinh hương vị xúc pháp rồi, cho nên vì vậy đó là nó thuộc về năm dục tưởng dưỡng rồi. Nó thuộc về pháp đó. Sáu căn là mắt tai mũi miệng thân ý của con, còn kia nó sắc nó là sắc thinh hương vị xúc pháp, nó sáu trần con, sáu trần sáu căn sáu thức, nó là 18 giới của nó, một nhóm của tụi nó, cho nên nó phải phân biệt cho rõ. Sáu căn nó không phải là sáu trần, sáu căn nó tiếp xúc sáu trần, nó sinh ra sáu thức. Kể như mà một niệm mà con mà ngồi viết cái bài đó, thì kể như là cái thời gian đó không còn tiếp tục mà ngồi viết tâm đó là đâu. Như vậy là con chỉ xả một cái niệm đó thôi đó, là tu tập kỹ đó mà. Còn tu tập mà lơ mơ đó, con chỉ ở quán chút xíu đó, ngồi quán chút xíu cái trở về giữ tâm lại thì coi như là bị ức chế đó. Con thấy con muốn hỏi như này á, ví dụ như chúng con đang tu tập những thứ mà có một niệm khởi thì chúng con lấy bút ghi và lấy xong tiếp tục tu hay là lấy bút ghi rồi làm bài luôn, chứ không có ở đó mà tiếp tục tu là con bị ức chế cái niệm đó. Cho nên lấy bút làm bài ghi, cái bài viết là thành cái bài để mà xả cái tâm niệm đó, thì như vậy mới là tu tứ niệm xứ. Chứ còn con mà bây giờ thôi mình lấy bút mình ghi là cái niệm đó là cái niệm ái kiến xứ rồi để đó, bây giờ tiếp tục tu lại là bị ức chế cái niệm đó rồi. Cái tu cái lớp mà chánh tư duy này đó, khi mà có cái niệm nó khởi ra thì lấy bút viết ra, bắt đầu đó quán xét cái niệm đó như thế nào cho cuối cùng hiểu, cho thấu suốt được cái niệm đó xong rồi
Rồi bắt đầu đó, con thấy bây giờ có thể nó 1 giờ, 2 giờ chưa viết xong được cái bài đó đâu, chưa hết cái niệm đó. Cho nên qua giờ khác còn tiếp tục làm, nếu mà không có buồn ngủ, còn buồn ngủ ha, hoặc là tư duy chưa ra, chưa hiểu nó thì đi tới đi lui để triển khai cái tri kiến, mình hiểu cái niệm đó cho nó thấu triệt. Cho nên chỉ có tu một niệm đó thôi, hãy nó có một niệm là con tu một niệm đó thôi, chứ không phải là dừng cái niệm đó để rồi tiếp tục ngồi im lặng đó nữa, không có được. Như vậy là tu về bị ức chế. Rồi vậy. À, bây giờ nếu mà mấy con tu tập như vậy đó, mà cần để biết từng cái niệm mà coi con quán xét vậy đúng hay sai, tả được hay không tả được, thì các con trong, nếu mà tu tập mà kỹ như vậy đó, thì các con cứ từng cái niệm của mấy con cứ làm bài, cứ làm bài viết bài đi. Rồi trong cái ngày thứ hai á, trong cái ngày thứ hai như thế này, mấy con đem bài mấy con nộp, chứ không phải là làm bài rồi cái đem nộp cốt, làm bài này rồi đem nộp cốt, trời đất ơi thầy chắc chắn chữ bài chữ này chắc chết thầy. Lúc nào cũng có bài hết thì chắc chắn. Cho nên mấy con nộp một lượt. À, bắt đầu bây giờ có nhiều người tu suốt cả tuần lễ mà không có một niệm nào hết thì tốt rồi. Còn hãy có niệm á, thì mấy con hãy có niệm thì mấy con cứ làm. Làm rồi tới thứ hai đó mấy con chồng một cọc vậy nè, rồi mấy con đem nộp. Rồi thầy sẽ xem xét cái người nào được hay không được, rồi thầy viết rất rõ và đồng thời tu nhiệt kỹ đó. Tu nhiệt kỹ. Thứ hai nếu mà điều kiện mấy con tu mà không có niệm gì hết thì lên lớp làm gì cho đồng. Trừ ra có cái mấy con bị niệm đó, thì mấy con cứ làm bài rồi mấy con thứ hai mấy con đem đến. Ở đây mấy con đem đến chồng đi. Chồng một cái sắp bài đi. Rồi thầy đến đây thầy lấy những cái bài đó về, thầy đọc thầy kiểm điểm lại coi như thế nào. Tự thật ra thầy muốn tránh cái điều này ghê gớm lắm mà tránh không được, là tại vì phải kiểm bài mấy con mới biết mấy con quán coi nó đúng hay sai. Chứ nếu mà mấy con tu, tự tu mà tự xả, tự làm kỹ lưỡng như vậy đó thì thầy đỡ biết bao nhiêu, nhưng mà chắc không đỡ nổi đâu. Bởi vì phải tùy kiểm những cái quán tư duy của mấy con gì, tránh tư duy đó, để coi mấy con có quán hết trọn vẹn được, thông suốt được cái niệm đó không, có xả được không. Cho nên chắc chắn là phải cực, phải cực chứ mấy con một lần nữa chứ. Rồi mấy con hỏi tiếp. Con đứng đó hỏi đi con, không gì đâu. Bây giờ thầy tóm cái nghĩa cho con hiểu ha. Dục lậu là cái gì mà con ham muốn đó. Con ham muốn đó. Nó khởi muốn, bây giờ con muốn ăn đó là dục lậu rồi. Mà con bây giờ con thấy giờ này là hết cái giờ tu rồi, mà giờ cũng muốn tu nữa, thì đó là ham muốn rồi. Con hãy dừng lại. Đây là thầy nói tu thôi. Nó là dục rồi, dục lậu đó. Bây giờ đúng 10 giờ đi ngủ, mà giờ tu ngon quá, thôi tu thêm, thì đó là con bị dục lậu rồi. Nó hãy tham lên thì bị dục. Mặc dù đó là tu, nhưng mà vẫn là bị. Cho nên tới giờ nghỉ là nghỉ. Nghĩa là cũng bây giờ con vô cái trường học, mà bây giờ tới bắt đầu 7 giờ vô học, tới 11 giờ về, mà con giờ con muốn ngồi học nữa thì không được đâu. Con phải ôm sách vở ra về để cho cái người giữ trường khóa cửa, chứ không có lực ngồi đó nữa đâu. Mà cho nên ở đây thì phải giờ giấc phải nghiêm chỉnh như vậy, chứ không thể nào để không khéo thì dục lậu. Cái đó là cái dục lậu. Đúng thế, thấy không? Thầy nói đây là dục lậu, cái tu thôi, chứ còn cái đời nó nhiều cái thứ lắm. Nó khởi muốn cái gì trong cái mà con có muốn ở trong đó là bị dục lậu hết. Còn cái hữu lậu á, là cái gì có mà con xả không được á. Cũng như bây giờ cái niệm mình cứ tới lui hoài xả không được á, là con bị hữu lậu đó. Thấy không? Bây giờ có cái niệm, có cái niệm nào đó mà xả nó rồi lát nó tới nữa, xả rồi lát tới nữa. Tức là xả không được cái niệm này, đó là con bị hữu lậu, bỏ không được. Thôi cái hữu lậu đó, nó dính quá, nó không chịu rời ra. Thì đó là hữu lậu. Hữu là có, lậu là đau khổ, hoặc là đau khổ. Còn dục lậu là ham muốn, cái sự muốn của mình. Mình muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ. Bây giờ muốn có cái áo đẹp thì đó là cũng dục. Muốn ăn cái bánh hoặc là giờ thôi mình muốn đi kinh hành dòng cũng muốn, thì có chừng
Còn bây giờ giờ đi kinh hành là phải bắt buộc, không muốn mà cũng phải đi, thì đó là không muốn. Còn bây giờ đó, cái giờ này không phải là giờ đi kinh hành, mà giờ muốn đi kinh hành thì đó coi chừng. Hay hoặc là thôi bây giờ đó mình đi lợi bên cái khu bên kia đi chơi một chút, rồi đó là muốn đó, thì nó là dục lậu. Hãy nó muốn, có một cái muốn đó là dục lậu. À bây giờ thôi, bây giờ mình ngồi trong thất nghe nó được, thôi đi ra ngoài thoải mái chút, thì cái muốn mà đi ra ngoài thoải mái chút đó là dục lậu. Con hiểu cái nghĩa của nó chưa? Bởi vì hở chút nào là mình kẹt trong đó hết à, mình kẹt cái dục lậu. Còn cái vô minh á là cái không hiểu, mà bây giờ mình học cái lớp mình để cho mình hiểu là mình phá vô minh lậu đó. Con hiểu không? Bởi vì mình không hiểu cho nên mình mới có lậu hoặc, mới có buồn phiền, mới có đau khổ. Còn bây giờ mình học hiểu rồi thì tức là mình phá cái vô minh lậu, cho nên nó không còn nữa. Mình hiểu biết đúng cho nên nó không còn khổ nữa, cho nên nó gọi là cái vô minh lậu nó hết rồi. Còn nếu mình chưa hiểu, con làm bài ngắn ngắn có mấy câu tức là chưa hiểu, còn vô minh lậu. Còn mà con làm bài mà thầy nói ờ được rồi thì đó là con hết vô minh lậu. Bởi vì cái vô minh lậu nó rất dễ, mấy con làm bài thầy thấy mấy con còn vô minh lậu hay là hết vô minh lậu biết liền. Không lẽ mấy con làm cái bài vậy mấy con nói quá đúng vậy mà mấy con còn vô minh lậu chỗ nào? Tại vì mình hiểu rồi mà, làm sao mà gọi là vô minh lậu mình được. Mà hiểu rồi còn để tức giận thì mấy con bộ điên sao? Bộ điên đảo. Sao đất nó hiểu mà giận là nó khổ, mà tại sao cứ để giận? Thì tức là mấy con hiểu quá rõ mà thế mà cứ đè trong bụng nó ôm ấp ngoài nó, thì mấy con chỉ còn điên đảo thôi chứ đâu phải là con người mà hiểu. Cho nên khi mình hiểu rồi thì luôn bao giờ ngay liền mình chưa xả được, nhưng mà chút lát mình xả, không để. Còn thời gian sau thấm nhuần được thì tất cả những ác pháp tác động vô thì mình xả liền tức khắc, tức là do qua cái tri kiến của mình hiểu biết, tức là vô minh lậu không còn có. Có vô minh lậu mới có giận hờn, mới có ham muốn, mà không có vô minh lậu thì không có giận hờn ham muốn. Cũng như bây giờ con còn dục lậu là tại vì vô minh lậu con còn, cái vô minh lậu con còn cho nên dục lậu nó còn, hữu lậu nó còn. Mà cái vô minh lậu con hết thì cái dục lậu nó cũng hết, cái tất cả mọi cái ham muốn nó cũng đều hết. Cho nên trong cái lớp chánh tư duy là cái lớp áp dụng cái áp dụng cái minh để cái vô minh lậu mình không còn nữa, mình áp dụng cái minh của mình để cho mình phá cái dục lậu và cái hữu lậu của mình chứ đâu có gì. Mà cái lớp học chánh kiến là nó làm cho mình đầy đủ cái minh, đầy đủ sự hiểu biết để cho mình sử dụng, mình phá cái dục lậu và hữu lậu. Có vậy thôi chứ không có gì hết. Cuối cùng dục lậu hữu lậu hết mà vì nhờ cái minh, nó không, cái không có vô minh nữa. Cho nên do chúng ta học mà chúng ta không có vô minh. Hiểu như vậy thì bắt đầu bây giờ chúng ta áp dụng để cho cái nghiệp của chúng ta nó không còn tác động được nữa. Chứ nhiều khi mấy con hiểu rồi nhưng mà mấy con vẫn còn thấy giận, vẫn còn thấy ham muốn. Nhưng mà khi mình áp dụng đó, cho nên mình áp dụng từng cái chỗ hiểu biết của mình áp dụng, mình đưa ra từng cái niệm của nó còn cái nghiệp của nó còn ham muốn, nó còn cái này kia. Cho nên khi đó những cái niệm đó nó khởi ra thì chúng ta dùng cái hiểu biết của minh này, cái không còn vô minh này, chúng ta mới phá vỡ nó bằng cái tri kiến của chúng ta, bằng cái hiểu biết. Thì chúng ta lần lượt nó sẽ quét sạch những cái nghiệp, cái lực của nó không có còn tác động chúng ta được nữa. Cái dục lậu với cái hữu lậu nó không tác động chúng ta được nữa. Tức là áp dụng cái tri kiến không còn vô minh của chúng ta nữa thì nó sẽ phá đi tất cả những cái dục lậu của lậu. Thì mấy con thấy từ cái chỗ mà chúng ta học để chúng ta có được cái tri kiến hiểu biết, cái chánh kiến của chúng ta, thì cái vô minh lậu nó sẽ hết. Mà nó muốn mà cái vô minh lậu hết á thì để áp dụng nó vào để chúng ta xả cái dục lậu và cái hữu lậu. Mà cái dục lậu hữu lậu nó đã sập thì cái vô minh lậu chúng ta là toàn còn là minh, chứ nó không còn cái vô minh lậu nữa. Nó ba cái lậu hoặc mà chúng ta sử dụng. Cái đầu tiên là chúng ta sử dụng để mà phá vỡ cái vô minh lậu. Mà cái vô minh lậu đã phá vỡ rồi thì cái dục lậu và cái hữu lậu dễ dàng phá vỡ. Các con thấy cái bài học của Đức Phật nó cụ thể, nó rõ ràng như vậy. Bây giờ mấy con hỏi thầy gì thêm nữa không con? Hỏi đi. Không có nghe được là cái cách xử lý về cái những cái cảm thọ
họ với lại cái liền nó sẽ ráng nữa không nghe thì nó phóng cái gì mình để cho nó tự nhiên phẩm chất trên đó có phải không? Con muốn hỏi khi cảm thọ là cái đau nhất hoặc là cái thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc. À, bây giờ ba cái là thọ lạc nè, thọ khổ nè, thọ bất lạc bất khổ. Thọ bất lạc bất khổ thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có khó khăn với đứa nó, mà nhưng mà chúng ta cũng không phải do đó mà sợ cái mà chúng ta nghĩ rằng đây là Phật tánh. Cái thọ bất lạc bất khổ nó không có thọ lạc thọ khổ gì hết, nó thanh thản an lạc vô sự đó. Nhiều khi chúng ta do cái chỗ đó là cái chỗ đúng, chúng ta cũng đừng nghĩ nó đúng sai gì hết, cho nên vì vậy mà cái thọ bất lạc bất khổ thì nó không có khó. Bây giờ nó thọ khổ nè, thọ khổ thì chúng ta có phương pháp đẩy lui ra cho khỏi cái thân của chúng ta, gọi là nhiếp phục tham ưu trên thân. Bây giờ thọ lạc nè, đây bây giờ chúng ta không đẩy lui cái thọ lạc, nhưng chúng ta nhận biết có được. Bây giờ ngồi tu nó có cái thọ lạc, nhưng mà chúng ta nhận biết chứ chúng ta không có coi nó là tốt là nó xấu. Nhiều khi chúng ta thấy bữa nay tu sao tốt quá, nó thanh thản an lạc, nó an trú, nó thích vô thú quá, thì cái này là mình bị cái thọ lạc. Còn mình thấy có nó biết đó, nhưng mà chúng ta không có quan trọng, mà chúng ta cần ở trên cái pháp. Bây giờ tỉnh thức ở trên cái tứ niệm xứ, mình đang biết rõ ràng tứ niệm xứ mình, mà có cái thọ lạc thì chẳng cần lưu ý, chẳng cần coi nó ra gì hết. Thì đương nhiên là mình ở trên cái thọ lạc đó, mà mình quan sát chứ mình không có chú ý cái thọ lạc. Không có phải mừng vui trên cái thọ lạc, vì mừng vui trên thọ lạc thì chúng ta bị cái dục, bị cái hữu lậu. Vì cái hữu lậu chúng ta bị có thọ lạc là có cái đó, mà mình là cứ ở trên đó mình thấy mà bữa nay tu tốt quá, bữa nay thấy an lạc quá, bữa nay thấy thích thú quá, thì do đó là mình tu sai. Tức là mình bị cái thân tâm của mình vào cái thọ lạc đó thì sai. Cho nên thọ lạc nhưng mà mình vẫn biết, nhưng mà mình không cần coi nó là một cái mình đã tu tốt, tu xấu gì, mình không cần. Nhưng mà mình biết là ở trên cái chỗ thọ lạc đó, mình vẫn quan sát được thân tâm của mình là cụ thể rõ ràng, chứ không cần cho nó là tu tốt, tu xấu. Thầy muốn dùng cái danh từ để nói cho mấy con đừng có bị kẹt ở trong cái thọ lạc. Mình không đuổi nó như thọ khổ. À, bây giờ thọ lạc phải bình thường, mình không đuổi. Nhưng mà mình không chấp nhận nó, mình không chấp nhận nó, nhưng mình không đuổi. Còn cái thọ khổ là tại vì nó làm cho mình khổ, nó làm cho mình động, cho nên mình phải dùng mình quán để mình đẩy lui nó. À, đẩy lui cho cái thọ khổ cho nó hết, để cho nó trở về cái sự bình thường. Lẽ ra thì cái thọ lạc chúng ta cũng đẩy lui đó. Cũng đẩy lui, nhưng mà chúng ta không đẩy lui là tại vì nó có cái trạng thái đó, nó làm chúng ta được an trú một cách dễ dàng. Còn nếu mà nó không có cái trạng thái mà thọ lạc đó thì con an trú rất khó, mặc dù là con cố gắng tỉnh nhưng mà nó dễ bị mê. Thay vì bây giờ nó không có, nó ở trên cái trạng thái bình thường con, mà con tu tập thì con dễ bị hôn trầm thì miên. Mà trái lại nó có cái thọ lạc đó, con không đuổi nó, cho nên cái hôn trầm thì miên không đánh vô con được. Cho nên mình biết lợi dụng cái thọ lạc, nhưng mình không chấp nhận cái thọ lạc, gì thọ lạc không phải là cứu cánh, không phải chỗ đó là chỗ cứu cánh. Mình phải hiểu được như vậy thì mình mới có tu tập, mới có tiến bộ. Cho nên không chấp nhận thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ, nhưng mà ở trên thọ lạc để mà mình tiếp tục mình duy trì cái sự tu tập của mình, cái sức tỉnh thức của mình để nó định tĩnh ở trên đó mà thôi. Nó quan trọng là ở chỗ định tĩnh, cái tâm mình tỉnh thức ở trên đó, định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng ở trên đó mà thôi. Anh nhớ như vậy thì bây giờ nó thọ lạc thì mình mà chỉ biết cái tâm mình định tĩnh để quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mình thôi, đó là được. Nó thì mấy con nhớ coi như là ở trên cái thọ lạc mà quan sát, thì cho nên nó không có mất cái thọ lạc, nhưng mà mình không có chấp nhận, mình có chấp nhận cái thọ lạc đó là an ổn, là thích thú, mình có chấp nhận. Rồi mấy con còn hỏi gì? Con vừa thấy niệm khởi mà vừa hết á, là tại vì con thiếu sức định tĩnh cho nên nó chớp nhán nó đi qua, hoặc là con thấy hết là tại vì con quen với cái pháp tri dòm biết dòm liền buông. Ở đây cái niệm để cho nó hiện hình hẳn hoài đàng hoàng, ngồi chơi chứ không có ức chế cho nào. Con bị ức chế cho nên cái niệm này nó xẹt ra cái nó mất liền là tại bị ức chế. Con hiểu ở chỗ tu sai, con ức chế như thế nào, con nhiếp tâm trong hơi thở, biết hơi thở ra vô, cho nên cái niệm nó tức quá, nó xẹt vô cái nó bị cái hơi thở con, bị con tập trung á, thì đó là con đã sai. Hoặc là con đi kinh hành, con tập trung cái bước đi mà cái niệm nó xẹt vô, cho bị mất ức chế cái tâm của mình trong cái niệm bước đi á, nó xẹt vô nó. Cái này đi là tôi đi tự nhiên bình thường, cho nên đầu tôi nó nghĩ ngợi cái gì đó thì tôi dễ dàng, nó không có tập trung, cho nên nó hiện cái tướng nó rõ, mà tướng nó rõ thì tôi dùng cái tri kiến tôi xả.
À, không, như vậy là tôi mới xả tâm, chứ không khéo nó xẹt cái nó mất, xẹt mất là con bị ức chế đó. Ức chế là gì? Con nương vào cái bước đi, hoặc là con nương vào hơi thở, hoặc con nương vào cánh tay con tập trung, thì coi chừng những cái hành động mà tập trung trong những cái hành động đó đó là bị ức chế, cho nên nó xẹt cái nó mất, xẹt mất, không biết cái niệm này niệm gì. À, hiểu. À, nó, bởi vì con bây giờ con chỉ cái niệm đó con biết, à cái niệm đó nó khởi ra, nó thuộc về ái kiến xử hoặc là thuộc về muốn ăn hay thuộc về muốn ngủ hay gì đó, cái niệm đó thì con ghi nhận nó rồi cái ngồi tư duy, phải không? Chứ con đừng có để là bây giờ nó mất rồi thôi, mất rồi thôi đâu được. Mày đến mày chọc tao thì tao phải dẹp mày chứ, mày đâu có chạy trốn đâu được, phải không? Lôi cái đầu nó ra quất nó một hơi, chứ còn con mà để nó trốn á, lát nó ló đầu ra nữa, có ai không? Nó hiện ra chắc nó chạy mất thì không được. Chơi kiểu này trốn cú bắt thì không được, nghĩa là không có chơi cái kiểu này được. Mày ló ra thì phải ló cái mặt ra, chứ không không được mà núp núp ở trong này được. Ở như vậy là mình tu theo cái kiểu mình xả tâm, còn tu cái kia là ức chế tâm, cho nên nó hiện ra rồi mất, hiện ra rồi mất. Mặc dù con không tu pháp hy vọng biết giận liền buông, con không buông liền nó, nhưng mà con không có để cho nó trốn con đâu. Cho nên chúng ta ngồi tu có cái niệm xẹt ra cái rồi bắt đầu mất, là tại vì cái sức tỉnh chúng ta đang tu tỉnh ở chỗ nào đó. Còn chúng ta rất bình thường, cho nên cái người mà chưa biết, giống như người mà chưa biết tu á, thì người ta dễ lắm đấy con, đừng có nhiếp tâm, đừng cái gì hết. Thì cái niệm nó khởi ra, nó hiện ra rõ ràng, ờ mày như vậy là tao biết mày là cái gì, mày nhớ nhà phải không? Ờ à, được rồi, để tao cho mày nhớ nhà. À, bắt đầu đưa mổ xẻ nó ra, hơi cái nó hết nhớ nhà. Rồi bắt đầu cái niệm nó khởi ra, à, nó nhớ là mình đi chơi đâu đó, bây giờ nó nói thôi đi núi Bà Hạ chơi cho biết. À, đó là những cái niệm đó, đó đem mổ xẻ nó ra. À, cho nên mấy con lưu ý về cái vấn đề mà tu tập tới đây á, thì không được ức chế một cái niệm nào. Mỗi cái niệm là một cái đề tài tu của mấy con đó. Đã định vô đạo đó. À, cái này là mình sử dụng cái tưởng của mình để trị bệnh được chứ không có sao hết, còn nó hết bệnh thôi chứ mình không có tu. Nhưng mà mình không có dùng nhân điện như bên kia, nhưng mình dùng tưởng để lui. Thay vì bây giờ đưa tay ra thì mình thấy cái đầu mình đau nó, thì nó đau tay, tưởng nó ra để cho nó mau hết, để cho mình trở về vị trí bình an, để cho mình thanh thản an lạc vô sự thì được, không có sao, không có gì đâu. Đấy là đó là cái thức mình để đẩy lui nó bằng cái pháp tác ý và bằng cái tưởng của mình, để cho cái bệnh của mình nó mau lành, nó không có còn bệnh nữa, thì cái đó được. Mình sử dụng trong tạm thời đó để cho mình tu tập, để mình chuyển hết cái nghiệp của mình thôi. À, không có đâu con, mình không có luyện tưởng, thành ra nó không quân tập. Bởi vì đau tôi đẩy lui nó bằng cái tưởng, cho nó hết đau thôi, chứ tôi đâu có luyện nữa đâu. Không lẽ con cứ đau hoài rồi nó phải hết đau chứ, mà hết đau tôi tu cái khác, chứ tôi đâu có tu nó nữa, phải không? Tôi không có luyện nó đâu, nghĩa là đau tôi phải sử dụng nó để mà đẩy lui. Cũng như Đức Phật dạy mình đó, quán tưởng thân bất tịnh này, quán tưởng thực phẩm bất tịnh này, nó mình tưởng ra. Nhưng mà khi mình nhàm chán rồi thôi, chứ tôi ngồi đó tôi tưởng riết chắc tôi hết ăn nổi, phải không? Còn này tôi cũng vậy, tôi quán tưởng cái bệnh tôi đi ra, mà khi mà nó cái tưởng tôi hết rồi thôi, chứ tôi đi nhiều mà tôi ngồi tôi tưởng hoài, không hiểu được. Mình đẩy lui được cái chướng ngại của mình thôi, mục đích là ly tham ly ác pháp đó, ly dục ly ác pháp ở cái chỗ mà đẩy lui. Cho nên mấy con thấy thầy đâu có dạy mấy con nhiếp tâm và an trú tâm cái thời gian dài nữa. Một phút thôi, mà một phút có chưa hết bệnh thì một phút nữa, mà một phút nữa chưa hết bệnh thì một phút nữa, cứ một phút à, rồi hãy hết bệnh thì thôi, không có tu nữa. Rồi còn hỏi gì nữa đi con. À, tu tâm xã con. À, tu về tâm xã thì con làm cái bài tâm xã chưa? Làm rồi phải không? À, coi như là có lẽ là một cái số bài nó chưa chấm xong con. Mấy con làm sau này mà phải không? À, con nối đưa cô Út làm sao thì chấm kịp. Một sắp vậy phải không? À, cái là quá nhiều rồi. Cho nên vì vậy mà có lẽ là từ sau thầy trả hết mấy con để cho mọi con đẹp thôi.
rồi. À, cách thức mà mấy con đã biết cái tâm xả đó thì mấy con áp dụng vào cái tâm xả, bởi vì tâm xả là cái pháp cuối cùng của tứ vô lượng tâm. Tất cả mọi cái nó có hai phần, cái xả của cái tâm đầu tiên là xả tất cả những cái dục lạc của thế gian, cái phần mà xả của thiền định, xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh, xả của thiền định, thì cái phần đó là phần xuất thế gian, nó hai phần. Cho nên không biết là con làm cái bài của con không biết nó như thế nào thì chưa biết, nhưng mà để thầy kiểm điểm lại coi cái tri kiến của con về cái hiểu tâm xả như thế nào, rồi thầy sẽ xác định con có phải tu tâm xả hay không. Không, cái rồi thầy sẽ chấm cái bài đó. À, cô Út gì hồi hôm này sắp đưa cho thầy. À, thầy nói bây giờ làm sao làm cho kịp đây. À, cái gì mà sẽ hết? Không phải đâu, thầy dạy như thế này nè, nghĩa là chúng ta ngăn ác diệt ác mà sân thiện tăng trưởng thiện. Ở trong cái bài mà thầy giảng đó thì thầy nói là vô ngã ác pháp mà hữu ngã thiện pháp. Chứ không phải là vô ngã sạch hết, nghĩa là nếu vô ngã rồi thiện cũng vô mà ác cũng vô, thì như vậy là ngơ ngơ thành cây đá, con hiểu không? Mà ở đây ác pháp thì tôi vô ngã mà thiện pháp tôi còn, bởi vì Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện mà. Thì cái gì còn thiện thì cái ngã thiện chứ không phải là cái ngã thiện, chứ không phải là tôi cái ngã của tôi. Còn con mà con chấp con có cái ngã của con thiện thì nó còn, còn này cái ngã thiện tức là cái tri kiến của chúng tôi hiểu cái thiện mà cái đó nó không làm khổ mình khổ người, thì cái này nó còn với tôi, con hiểu không? Cho nên tôi còn cái tri kiến hẳn ngoài với tôi đâu có mắt, tôi sống như mọi người nhưng mà tôi không có làm khổ người khác, mà tôi không làm khổ tôi, con hiểu không? Đó là cái hữu ngã thiện pháp của mình. Còn cái vô ngã ác pháp là tôi không bao giờ tôi sống trong ác pháp. Cho nên thầy có giảng cái chỗ này, có nói chỗ này nhưng mà con nghe không rõ, chưa rõ, con nghe lại. Nghe lại cho kỹ lại. À, con bị dục lậu rồi. À, thấy cái nhà dơ mà giờ này giờ tu mà đi quét á thì thật. Hồi sáng quét nhà cũng quét, bây giờ là ngồi để quét là xin chuyện. Giờ tu là tu, mà giờ làm là làm. Chứ bây giờ thấy nhà dơ quét còn lát nữa, thấy nhân nhờ nữa lát nữa, cái cửa sổ này phải sửa lại chút, cái lát nữa đủ thứ chuyện hết. Vậy thì vô sự chỗ nào? Ở đây thì vô sự là cái giờ vô sự là vô sự, chứ không có lộn xộn được, con hiểu không? Chứ không khéo nó sinh dục. Ngồi đây nó bắt đầu mình ngồi chơi mà mình đâu có tu gì đâu, để bắt đầu thấy đống rác kia nó rà hộ quá, rồi lát nữa nó thấy cái sàn này có mấy cọng rác đó, nó đi quét, nó sanh chuyện đủ thứ hết, nó không có vô sự đâu. Rồi đây nó dòm trên cái máy, nó thấy mấy nhện nhện cũng quét nữa, rồi còn suốt ngày thành ra hữu sự hết. Mà cái đó còn biết gì không? Dục đó phải ly cái đó ra. Chúng ta thầy con mới hỏi cái câu của cô rõ ràng là khi mà xả ở giai đoạn hai, tức là xả lạc xả khổ xả ở niệm thanh tịnh, thì cái câu hỏi đó mà cô có hỏi như thế, và con có liên hệ đến bên đại thừa, con nói một câu là pháp còn phải bỏ, nghĩa là phi pháp, thì hai cái này nó có giống nhau và khác nhau như thế nào, chúng ta thấy. Thì cái câu nói ở trong đại thừa nó nói như vậy, nhưng mà có pháp bỏ mà có pháp được bỏ. Nếu mà con nói thí dụ như nói chánh pháp còn phải bỏ huống hồ phi pháp, vậy là giới luật thầy tu rồi thầy cũng bỏ luôn, phải không? Là giới luật là chánh pháp mà đức hạnh, không lẽ là bây giờ thầy cũng bỏ luôn giới luật, tức là thầy một lần thầy tu thầy ăn một bữa, bây giờ đó phi pháp cũng Phật pháp còn phải bỏ một, bây giờ phi pháp bỏ hết rồi thì Phật pháp bây giờ cũng bỏ luôn, tức là thầy phạm giới trở lại sao? Không được, cái câu nói đó nó phải áp dụng cho chỗ nào, chứ còn nói chung chung thì không được đâu. Đại thừa thì nó nói chung chung, còn ở đây Nguyên Thị nó nói rõ lắm, nó nói rõ lúc nào mà bỏ mà lúc nào không bỏ, nó có chỗ bỏ mà có chỗ không.
Cho nên khi mà tu tập đó, thì hồi nãy nói đó, thì bây giờ đó, là cái xả của cái pháp thế gian chưa xả hết mà đòi hỏi ở xả của thiền định, thì thầy nói khoan mấy con đòi hỏi quá cao, thầy nói mấy con cũng chưa hiểu đâu. Chừng nào tâm mấy con thanh tịnh, thanh tịnh ly dục nhã pháp hết rồi, tức là mấy con xả pháp thế gian hết, gì xả ăn xả uống xả ngủ nghỉ xả tất cả mọi pháp xả hết rồi, các con mới thấy được cái trạng thái bất động của nó chứ gì. Sau khi bất động đó bắt đầu bây giờ mấy con mới xả tới cái chỗ xả lạc trở khổ trở niệm thanh tịnh mới xả. Các con hiểu chỗ đó chưa? Bây giờ mấy con nói là dựa vào những kinh nói chỗ xả này thôi, chứ mấy con chưa biết cái chỗ này đâu nói đâu. Khi nào mà cái tâm mấy con thanh tịnh ly dục lẽ pháp rồi, nó nhu nhuyễn, nó dễ sử dụng, thì lúc bây giờ mấy con mới biết tới cái giai đoạn xả, mấy con mới xả được cái cảm thọ, mấy con mới xả được cái tưởng, mấy con ly hỷ trú xả, mấy con mới diệt được tầm tứ. Chứ nếu mà không có cái chỗ xả mà các pháp thế gian cái giai đoạn đầu, thì các pháp xả này các con không biết đâu mà làm hết, không biết cách thức nào mà làm nữa. Thầy nói chơi chứ mấy con không có làm gì được đâu. Thầy biết làm nhưng mấy con chưa biết làm. Cho nên mấy con viết là viết ở trong cái giai đoạn xả của pháp xuất thế gian để đi vào cái lớp chánh định á, thì mấy con viết là dựa theo kinh sách mấy con viết, chứ mấy con chưa có kinh nghiệm viết đâu. Còn thầy viết thì mấy con đọc cũng như rối cái đầu, cũng như Đức Phật mà nói ở trong nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nói cái trạng thái mà hỷ lạc xả của nó đó. Nó còn thấy tuyệt vời, nhưng mà nói thì tưởng tượng lên cái sự thật mà mấy con chưa có nếm được cái bánh nó bao giờ hết, cho nên coi chừng nói ở thật thật là khó lắm mấy con. Cho nên trong khi tu tập tới cái giai đoạn mà nói xả, thì bây giờ các con cứ cố gắng xả các pháp thiên gian để xả những cái dục lậu hữu lậu vô minh lậu của mấy con đã. Bây giờ đó, là đầu tiên mấy con học lớp chứng kiến đó, là mấy con xả cái dục lậu hoặc cái vô minh lậu. Sau cái lớp chứng kiến rồi thì bắt đầu áp dụng cái lớp chứng kiến đó, mấy con mới xả dục lậu hữu lậu. Thì bắt đầu tâm mấy con mới bất động. Tâm mấy con bất động đó, thì ở chỗ cái trạng thái bất động đó nó có cái khả năng để cho các con mới tiếp tục xả. Nó mới có cái khả năng, nó mới có cái sức để mà xả, đạo lực nó mới xả được tới cái kế đó. Nó mới xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Nó mới diệt tầm tứ, nó mới ly dục, ly ác pháp. Thật sự nó mới có hiện ra năm chi thiền. Nó mới đi vào cái lớp chánh định. Cho nên đó là cái xả cuối cùng của người tu chứng đạo để thực hiện tâm. Nó còn đi một cái giai đoạn của nó. Cho nên nó có hai cái giai đoạn xả pháp thế gian và cái giai đoạn của xuất thế gian. Cho nên nó hiểu rõ thì mới làm cái bài nó mới cụ thể. Cho nên vì vậy mà khi mà nói về xả đến cái định bốn thiền á, thì mấy con dựa vào những cái kinh sách hoặc là dựa vào cái lời thầy nói, mấy con nói thôi thì cũng đủ, là mấy con nói gì cũng đủ, chứ mấy con chưa biết nó đâu. Nhưng mà sau khi đó cái đường đi của mình, đường đi xả thì mình biết nó sẽ xả tới đó đó, mình biết mình hiểu tổng quát đó rồi. Nhưng cái giai đoạn mà xả mà mình biết mình đã xả đó, cái giai đoạn xả các pháp thế gian, thì các con sẽ học lớp chứng kiến tính tư duy này để mà con xả các pháp thế gian đây. Cái này là cái mà con đang tu tập, đang rèn luyện mình ở trong các pháp thế gian. Còn cái xuất thế gian á, thì sau cái thời gian mà cái pháp xả thế gian được rồi thì bắt đầu mới tiếp tục cái giai đoạn của xả xuất thế gian. Nó mới tiếp tục được cái giai đoạn kế. Mà cái đường đi, cái bản đồ mình vẽ rất đủ. Từ cái thế gian cho đến cái xuất thế gian mình có vẽ cái bản đồ cụ thể rồi. Cho nên mình biết tới hết cái giai đoạn này nó đi qua cái giai đoạn khác. Giai đoạn 1 mấy con đã tu xong thì giai đoạn 2 mới làm được. Đó là những cái cấp bậc, cái mức thang của nó. Cái mức thang của nó mấy con phải trèo. Chứ không thể nào mấy con trèo cao lên trên kia được. Mà cái mức thang thấp nhất ở dưới đây thì mấy con phải tập tu. Và hôm nay đó là cái xã của đàn, mấy con đang xã ở trong cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Đang tu tập để xã tâm mấy con đó. Rồi bắt đầu giờ mấy con hỏi thầy. Con hỏi thầy. Con muốn hỏi gì vị xuất pháp, sắc thanh hương vị xuất pháp đúng không? Không, con lại thầy không muốn hỏi về sắc thanh hương vị xuất là năm pháp. Chứ còn con muốn hỏi để thầy lệ cho chúng con là cái pháp thì trong cái đấy thanh hương vị xuất pháp thì là cái gì để chúng con biết. Thì khi nó khởi lên chúng con biết thì chúng con sắc thanh hương vị xuất pháp, vị xuất pháp đó là sáu tầng. Là sáu cái tầng. Con gần sáu tầng rồi, thế nhưng mà trong đó cũng là pháp, để con hiểu cái này, pháp cũng là một pháp, thanh là một pháp.
À thì lẽ đương nhiên là âm thanh cũng là pháp, mà cái hình sắc cũng là pháp. Thế con chưa hiểu cái pháp của trong cái sáu cái này. À, sáu cái đó thì con không hiểu sáu cái pháp này ở trong này. Con mẹ thầy con hiểu rồi, con hiểu con nghe là sắc là một pháp, thanh là một pháp, hương là một pháp, vị là một pháp, xúc là một pháp, còn cái pháp của trong cái pháp này thì nó là cái gì ạ? Anh âm thanh nghe là phải ăn nó chỉ là thanh chứ. À đâu con hỏi. Thầy vừa có chuyện hỏi là thầy có định nghĩa chữ pháp hay những cái lượng tâm của cao trầm đó là cái kiến thức, mọi kiến thức từ kinh sách như thế thầy tìm hiểu trong đó như thế. À những cái pháp mà trong kinh sách dạy đó phải không con? Đó là cái pháp tu 37 phẩm trợ đạo cũng gọi là pháp không? Mấy con làm. Bởi vì nói gì cái pháp như là định vô lậu nè. À, định hơi niệm hơi thở nè, à, tứ chánh cần nè, à, tứ nhĩ túc nè, đều là pháp hết nè. Cái đó là pháp, nhưng mà pháp tu, pháp tu. Còn cái pháp mà gọi là sáu trần á, sắc thinh hương vị xúc pháp, như sắc là cái hình ảnh, như thầy có cái hình ảnh của thầy là gọi là pháp. À, cái âm thanh thầy nói ra đó là pháp, một cái pháp âm thanh. Rồi cái mùi hương, mùi thơm tho đó là cái pháp, một cái pháp đó là sáu cái pháp trần, gọi là sáu cái trần. Nó luôn luôn nó tiếp xúc sáu cái căn của nó, cho nên nó sanh ra sáu cái thức. À, nó từ nó tiếp xúc nó sanh ra sáu thức, nó có cái sự xúc chạm nó sanh ra, nó sanh ra sáu cái thức. Sáu cái thức nó mới sanh ra cái ái, cái thọ, cái ái. Cho nên vì vậy mà có cái cảm thọ nó mới sanh ra cái ái, nó mới thích, nó mới yêu. Cái ái nó thích yêu của nó. Cho nên nó theo cái thập nhị nhân duyên. Mà thập nhị nhân duyên nó là cái pháp của thập nhị nhân duyên. Nhưng mà nói riêng về cái phần mà lục nhập của nó thì nó có mắt, tai, mũi, miệng, tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức của nó. Con hiểu không? Đó là pháp. Cho nên vì vậy toàn bộ cái gì cũng như danh từ pháp, pháp nó đủ thứ hết. Mà ở đây phải giải thích rằng cái pháp nó cô động ở trong cái pháp đó nói gì cái gì. Thầy con muốn hỏi xin thầy dạy con cái đó. Đó, cái pháp đó nó ở trong cái vị trí gì? Chứ nó mênh mông lắm. Con muốn hỏi như vậy, pháp thì nhiều quá, cho nên là nếu mà không gọi lại trong tu thì rất là mắc. Nếu mà muốn hỏi con thầy con đấy, con muốn hiểu là không phải những pháp ở đây là gồm cả năm cái pháp ở trên là sắc thân thanh hương vị xúc không ạ? À, cái pháp con muốn hỏi cái pháp nào, cái pháp nào mà gồm ở trong đó, cái pháp thứ sáu ở trong đó, sắc thân hương vị xúc pháp và cái sắc sắc thân hương vị xúc pháp. Cái pháp này nó không phải gồm ở trong cái đó đâu. Mấy con lại hiểu cái pháp này nữa. Cái pháp này á, bởi vì nó sáu cái tầng của nó, pháp này là nó thường thường là pháp tưởng. Con hiểu không? Mà bây giờ là pháp này là ví dụ như một cái người đó nói một cái lời nói nào nó cũng làm cái pháp đó con. Để cho mình nghe cái lời nói đó. Con hiểu bây giờ đây là cái âm thanh là nó là cái làm một pháp rồi đó. Nhưng mà cái âm thanh đó nó có mang cái nghĩa gì? Các con hiểu không? Bây giờ cái âm thanh, bây giờ cái tiếng nhạc, nó mang cái âm thanh tiếng nhạc. Nhưng mà cái bài nhạc đó, bài nhạc gì? Cũng như cái lời nói là một pháp, cái tiếng nói của thầy nó tác động, người ta làm một pháp rồi đó. Nhưng mà tiếng nói chữ lộn. Con hiểu không? Cái pháp nó còn có cái nghĩa của nó. Bây giờ nó bây giờ sắc thinh hương vị xúc pháp. Pháp nó không phải là gồm chung cho sắc thinh hương là pháp. Bởi vì cái pháp này nó là một pháp riêng của nó. Trong âm thanh nó có cái pháp của nó ở trong đó. Con hiểu chưa? Bởi vì nó có cái nghĩa của nó chứ không lẽ bây giờ nó cái hình sắc của cái người đó tức là một pháp rồi. Nhưng mà cái hình sắc người đó lùn cao ốm. Nó là cái lùn cao ốm là một pháp của nó nữa rồi. Cho nên nó cái đó là cái pháp. Cho nên bây giờ thí dụ như bây giờ đó cái pháp mà nó tác động vào thầy, qua cái hình ảnh đó nó tác động vào thầy, nó mới dẫn thầy đi. Bây giờ cái mùi hương đó nó có tác động, biết cái mùi hương thơm rồi, nhưng mà bây giờ nó là cái pháp của nó, cái pháp của nó, cái mùi hương đó nó đem đến cho thầy say mê như thế nào ở trên đó, nó nói cái đặc tính của nó ở trên đó. Con hiểu không? Còn nó tác động mình cái mùi hương đó mình biết rồi thôi thì nó thôi. Nhưng mà nó cái pháp của nó, bởi vì sắc thân hương vị xúc pháp, cái pháp sau cùng đó thì trong nói cái tính chất của những cái đó nó là cái pháp. Thầy có muốn xin mong thầy cũng đấy ạ. Nó có tác động chứ không phải là cái pháp nó chỉ chung cho mất tất cả những cái sắc thân hương, nó cũng là pháp, không phải.
Bởi vì nó là cái nhóm của nó thì nó có riêng cái phần của nó. Trong cái ý nghĩa của cái lời nói, trong cái ý nghĩa của cái âm thanh, trong ý nghĩa của sắc tướng, trong ý nghĩa của cái hương vị, trong cái ý nghĩa của cái món ăn ngon dở, cái vị của nó. Nó là cái ý nghĩa của nó, tất cả mọi cái đó, nó là pháp, cái cuối cùng của cái pháp đó. Nhưng nó không phải là cái âm thanh, cái sắc tướng đó là cái pháp. Nó là một cái pháp của cái tụi kia. Nhưng mà trong ý nghĩa của nó mang theo cái ý nghĩa của nó. Cho nên cái pháp nó cuối cùng nó thuộc về ý. Bởi vì các con thấy cái ý nó chủ lắm. Cái lỗ tai nó nghe, nó nghe cái âm thanh đó. Mà cái ý không suy nghĩ thì cái âm thanh nó không tác động được hơn. Mà cái pháp nó nằm nó đối lại với cái ý. Con hiểu không? Cái âm thanh thì nó đối lại với cái lỗ tai, có phải không? Mà cái hình sắc nó đối với con mắt. Nhưng mà cái pháp nó lại đối với cái ý, có phải không? Cái ý căn đó, cho nên cái pháp nó đối ý. Thì cái âm thanh đó nó có ý nghĩ gì, nó mới có cái ý của nó mới đối ra cái pháp cuối cùng đó. Con hiểu không?